Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tâm Đức Mobile. Tâm Đức Mobile chuyên máy iPhone cũ, mới và các dòng smartphone. Ngày hôm nay thì Đức sẽ trên cho anh em chiếc iPhone 11 Pro Max và những cái phụ kiện mà anh em mua ở bên mình thì bao gồm những gì. Đầu tiên thì mình sẽ tặng cho anh em một chiếc kính cường lực kinh công đi kèm với máy, đó là kính cường lực full màn hình. Đó, trên thị trường kính này là 100.000. Thì bên mình dành tặng miễn phí cho các bạn luôn. Ngoài ra thì các bạn mua online thì sẽ có đặc quyền, đó là được tặng những cái ốp lưng xịn xịn sò chính hãng như này. Những cái ốp lưng này thì lên máy rất là đẹp, nó tôn trọng máy của anh em lên, chứ không như các cửa hàng bình thường thì sẽ tặng cho anh em một tấm kính không phải là tấm kính full màn hình và một cái ốp silicone rẻ. Thì cái ốp đấy thì máy 11 Pro Max rất là đắt tiền, khi mà các bạn lắp những cái ốp lưng rẻ như vậy thì nó giảm giá trị máy của các bạn đi rất là nhiều. Ok, tiếp theo, ngoài cái phụ kiện cường lực này và ốp lưng thì bên mình sẽ dành tặng cho các bạn một bộ củ cáp sạc 5W này. Đó, và bên mình bảo hành 2 năm. Ngoài ra thì nếu mà bạn nào mà muốn sạc nhanh thì anh em có thể lên cho mình bộ combo của Mophie này. Bộ này thì bên mình đang bán combo này là 1,1 triệu. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn mua thì bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn với giá là 750.000. Đó, ok chưa? Đấy, 750.000 combo này và cũng bảo hành 2 năm luôn nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ bỏ những cái món phụ kiện này ra một bên và đi vào nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. iPhone 11 Pro Max thì được trang bị con chip A13 Bionic và có 3 mắt camera. Và trên thị trường hiện tại thì những cái dòng iPhone như là iPhone 12 và iPhone 13 Pro Max thì hiện tại giá đang đẩy lên rất là cao do cái đại dịch Covid, cũng như là hàng năm nay thì iPhone 13 khan hiếm, 12 cũng khan hiếm rất là nhanh. Bởi vậy nên là chiếc iPhone 11 Pro Max cũng vẫn là chiếc điện thoại hot nhất hiện nay. Thì hôm nay Đức sẽ trên tay cho anh em những mẫu có sẵn tại Tâm Đức Mobile 11 Pro Max. Hàng bên mình là hàng tuyển chọn. Hàng tuyển chọn, hàng line new nghĩa là sao? Hàng tuyển chọn, hàng line new tức là hàng đẹp, hàng zin, hàng chuẩn. Đó, và hàng như kiểu các bạn nói thì hàng nó là hàng còn trinh, chưa qua sửa chữa, chưa qua spa gì hết cả. Và những cái máy này ấy, thì mình cam kết với anh em chưa qua sửa chữa, chưa qua spa gì cả. Bên mình thì sẽ không bán những cái loại hàng như là thay lưng kính này, ép kính này, hay là thay pin. Những cái dòng đời cao này thì bên mình gần như 100% là không thay pin. Nếu mà có những cái con nào thay pin là chỉ những cái con máy mà khách nhờ bán hộ thôi. Còn đầu hàng thì mình sẽ nhập 100% là hàng chuẩn như thế này. Đầu tiên thì mình sẽ lên cho anh em một con iPhone 11 Pro Max. Con này là màu đen, màu gray nha các bạn nhé. Đó. Đa phần những cái con máy mà bên mình bán ra thì đều là pin 9X cả. Ví dụ như con này là phiên bản bộ nhớ của nó là 64GB. Ở đây thì mình có tất tần tật những con này là bộ nhớ 64GB. Duy nhất chỉ có một con màu xanh này là bộ nhớ 512GB. Con này thì mình cũng mới thâu lại được của khách. Máy này vẫn còn bảo hành Apple Care Plus. Hôm nay là ngày 12 tháng 11. Đấy, con này hình như là đến ngày 16 tháng 11 ấy. Thì hình thức nó còn rất là mới và màu xanh này thì rất là đẹp, gần như là không có một vết xước gì luôn. Các bạn nhìn kỹ này. Đấy, không có một vết xước gì luôn. Và viền của iPhone 11 Pro Max là viền của nó là viền thép không rỉ. iPhone 11 Pro Max là được trang bị 3 camera, camera góc rộng, camera chính và camera tele. Màn hình của iPhone 11 Pro Max thì có cái màn hình là 6.5 inch, màn hình rất là lớn. Ngoài ra thì được trang bị con pin 3900 mAh, con pin rất là lớn. Với chiếc iPhone 11 Pro Max màu đen này thì bên mình đang bán với giá là 18.500. Đây là với giá là màu đen. Còn tiếp theo là màu trắng. Màu trắng thì có giá là 18.600.000, đắt hơn 100.000 so với lại màu đen. Màu trắng thì các bạn nhìn đây, màu trắng thì có ba con màu trắng rất là đẹp, các bạn nhìn này, màu trắng rất là đẹp này.
rất là đẹp. Màu trắng này thì sẽ hơn so với lại các màu khác, đó là khi mà các bạn dùng qua thời gian nó sẽ bị chảy đi. Nhưng mà chảy đi thì cái màu trắng, màu silver này các bạn dùng Kana các bạn đánh đi thì nó sẽ lại được như mới nha các bạn nhé. Đấy, màu trắng này cũng rất là đẹp. Tiếp theo là màu blue, màu xanh. Màu xanh thì hiện tại bên mình có 3 con như vừa nãy mình chia sẻ với các bạn, đó là hai con, một con 512GB và hai con này là phiên bản 64GB. Hình thức là cũng đẹp keng như mới luôn bạn nhá. Có duy nhất là con này này. Con này thì nó hơi phẩy một chút ở cái mặt lưng này. Đấy. Nó hơi phẩy như này thì nó sẽ rẻ hơn 300.000 so với lại chiếc máy này bạn nhá. Và cuối cùng là một con iPhone 11 Pro Max màu gold. Con này thì bộ nhớ của nó rất là lớn. À, bộ nhớ của nó 64GB nhưng mà pin của nó rất là cao. Pin của nó những 96% pin lận. Đấy, tức là pin rất là cao. Và hình thức thì cũng đẹp keng như mới luôn các bạn nhé. Đấy, ok. Đấy là mình trên tay cái sản phẩm iPhone 11 Pro Max của mình ngày hôm nay. Mình xin nhắc lại với anh em, khi anh em mua thì sẽ được tặng một bộ cáp sạc này 5W này, tặng một tấm kính cường lực full màn hình này, tặng một ốp lưng tùy chọn này, một ốp lưng tùy chọn này. Bình thường cái giá mà anh em phải mua ở ngoài thị trường ấy, cả combo này nó rơi vào tầm khoảng 500.000, thậm chí là hơn. Nhưng mà bên Đức sẽ dành tặng cho các bạn hoàn toàn là miễn phí và cam kết cho các bạn đó là hàng chuẩn và máy cũng thế. Đây, còn nếu mà anh em muốn sở hữu một bộ cáp sạc 20W Zin ngon chính hãng của Mophie, đây là một thương hiệu đến từ Mỹ, có tiêu chuẩn PD 20W chuẩn luôn, thì các bạn cũng có thể inbox cho mình thì mình sẽ bán với giá ưu đãi cho các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn, và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Các bạn quan tâm đến sản phẩm thì hãy inbox cho Tâm Đức Mobile qua các mạng xã hội như YouTube, Fanpage và TikTok. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.